Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập trình hướng đối tượng trong JavaScript. Thì để lập trình hướng đối tượng trong JavaScript thì chúng ta sẽ có 3 cách để khởi tạo một object. Thì đó sẽ là các cách. Thứ nhất là tạo bằng đối tượng bằng object literal. Thứ hai là chúng ta có tạo bằng new object. Và thứ ba là chúng ta tạo bằng hàm khởi tạo trong constructor trong object. Thì chúng ta sẽ đi qua demo của ba cách này. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo object bằng literal. Ví dụ chúng ta khai báo một biến. Và person bằng ví dụ này. Thì như thế này sẽ là được gọi là khai báo object theo kiểu literal. Thì chúng ta sẽ khai báo một đối tượng person, object person có thuộc tính name tên là Hải và tuổi sẽ là 18. Và khi chúng ta muốn truy xuất ra các thuộc tính của đối tượng này, chúng ta chỉ cần person.name cộng person chấm tuổi. Thì lúc này chúng ta đã có thuộc tính tên name là Hải và tuổi là 18. Cách thứ hai, chúng ta sẽ tự tạo bằng từ khóa new object. Thì đối với cách này, chúng ta sẽ khai báo một biến ba person, nhưng ở đây chúng ta sẽ để là new object. Và lúc này nếu như chúng ta muốn gán cái giá trị nào vào thì chúng ta chỉ cần person chấm ví dụ name bằng Hải, person chấm address bằng Quảng Nam. Tương tự chúng ta cũng alert person chấm name. Này, chúng ta đã khai báo được. Và hai cách này thì chúng ta sẽ chỉ tạo được đối tượng sử dụng một lần và với một khuôn mẫu. Nhưng đối với cách thứ ba, chúng ta tạo bằng constructor của một object, thì đối với cách này chúng ta bắt buộc phải khai báo ra một object. Ở đây chúng ta đặt tên object là MP với ba thuộc tính là ID, name, salary. Và chúng ta sẽ gán giá trị vào như thế này. Thì khi chúng ta khởi tạo thì chúng ta chỉ cần new tên lớp và truyền các tham số vào. Thì đối với cách này chúng ta có thể tạo 100, 1000 object theo cái khuôn mẫu. Đây là một khuôn mẫu. Ok. Thì để dùng được cái này, ví dụ chúng ta sẽ tạo ra một cái function là person, truyền vào đây ID, name và tuổi. Thì lúc này chúng ta chỉ cần zip chấm id bằng id, zip chấm name bằng name, zip chấm age tuổi a. Khi chúng ta khởi tạo thì chúng ta chỉ cần new ví dụ và person bằng new trên ví dụ ID 1, tên là Hải và tuổi 18. Tương tự chúng ta có person 2. Vậy là chúng ta đã tạo được hai đối tượng rất là đơn giản như thế này. Còn đối với hai cách đầu tiên, chúng ta cần phải khai báo từng cái, gán từng cái, nó hơi mất thời gian. Và ở đây chúng ta sẽ có một từ khóa rất là lạ, đó là từ khóa zip. Thì từ khóa zip này dùng để tham chiếu đến đối tượng hiện tại. Trong trường hợp này zip chính là MB. Với câu này chúng ta được hiểu là nếu như chúng ta ở đây chúng ta có đối tượng là person, thì zip này nó sẽ hiểu là đối tượng person
đối tượng tham chiếu hiện tại của nó. Rồi, ngoài ra chúng ta có thể khai báo function trong object. Cách để khai báo sẽ là zig chấm. Ví dụ chúng ta sẽ khai báo ra một cái phương thức sẽ là speak bằng function, và ở đây chúng ta sẽ alert. Ví dụ tôi là person chấm zig chấm name. Các bạn có thể truyền tham số vào đây. Ở đây chúng ta sử dụng phương thức submit không có tham số, vì vậy chúng ta không cần phải khai báo tham số ở đây. Ok, chúng ta sẽ gọi person chấm submit. Ok, chúng ta đã thực hiện thành công cái phương thức submit. Video hướng dẫn sử dụng lập trình hướng đối tượng trong JavaScript đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.